Chào mừng các em đến với kênh Khởi Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy xin dẫn các em toán lớp 8 sẽ kết nối tri thức của cuộc sống. Trong lúc xem bài giảng Khởi Liêm liên cấp hay giải hiệu, các em sẽ bấm khích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Và hôm nay mình sẽ học chương 3 tứ giác. Bài số 10 mình sẽ học về tứ giác trang 48 đến trang 51. Như vậy là mình trong bài học hôm nay mình sẽ có một số khái niệm thuật ngữ như là tứ giác loại, đỉnh, cạnh, góc, đường chéo của tứ giác loại. Mình sẽ có một số kiến thức và kỹ năng như mô tả khái niệm được tứ giác loại, giải thích định lý về tổng các góc cho một tứ giác loại. Như vậy đây mình sẽ có một bài toán đầu bài. Cắt bốn tứ giác như nhau bằng giấy, giờ đánh dấu bốn góc của mọi tứ giác như hình tứ giác ABCD trong hình 3.1A. Ghé bốn tứ giác giấy đó để được hình như hình 3.1B. Như vậy mình sẽ vẽ một cái tứ giác ABCD có bốn góc, mình sẽ đánh các số là 1, 2, 3, 4. Mình sẽ cắt bốn cái tứ giác giống như vậy. Các em sẽ sử dụng bốn tờ giấy, các em cắt một lúc, chồng lên nhau cắt một lúc thì mình sẽ được bốn tứ giác giống như thế này. Và mình sẽ đánh dấu 1, 2, 3, 4. Sau đó các em sẽ ghép lại được cái hình B. Đúng không? Như người ta hỏi là em có thể ghép được bốn tứ giác khít nhau như vậy không thì chắc chắn là được nha. Và người ta hỏi là em có nhận xét về bốn góc tại điểm chung của bốn tứ giác, hãy cho biết tổng số đo của bốn góc đó. Như vậy mình thấy là ở đây bốn góc tại điểm chung này chính là bốn góc của một tứ giác. Đây là 1, 2, 3, 4, đúng không? Tương ứng với bốn góc của một tứ giác. Như vậy tổng bốn góc này sẽ ra tương ứng với một vòng tròn sẽ là một bằng 360 độ nha, đúng không? Giờ câu này một chút nữa mình trả lời sao nhưng mà sao học trước. Như vậy học phần số 1 mình sẽ học về tứ giác loại. Tứ giác loại và cái yếu tố của nó. Ta đã biết tam giác là hình gồm có 3 điểm không thẳng hàng và 3 đoạn thẳng nối 3 điểm đó. Tứ giác ABCD gồm 4 đoạn thẳng AB, BC, CD, DA, trong đó không có 2 đoạn thẳng nào nằm trên cùng một đường thẳng. Trên hình 3.2 có hình ABCD là tứ giác, hình D không phải là tứ giác. Mình sẽ quan sát hình A. Đây là ABCD, đây là tứ giác. Tứ giác là có 4 điểm nhé. Tứ giác này người ta gọi là tứ giác lậu. Tiếp theo là hình B. Mình sẽ có tứ giác ABC, tứ giác này người ta không gọi là tứ giác lậu. Giờ tiếp theo có tứ giác ABCD, tứ giác này cũng là không phải là tứ giác lậu. Còn hình ABCD không phải là tứ giác, đây là một tam giác chứ không phải là tứ giác, đúng không? Như vậy trong tứ giác ABCD các điểm ABCD là các đỉnh, các đoạn AB, BC, CD, DA gọi là các cạnh, đúng không? Tứ giác loại là gì? Người ta sẽ định nghĩa tứ giác loại là tứ giác mà hai đỉnh thuộc một cạnh bất kỳ luôn luôn nằm về một phía đối với đường thẳng đi qua hai đỉnh còn lại. Như vậy tứ giác loại có nghĩa là hai đỉnh liên tiếp nhau sẽ nằm cùng một phía so với đường thẳng đi qua hai cạnh còn lại. Ví dụ ở đây mình sẽ vẽ một đường thẳng đi qua CD thì hai điểm AB sẽ nằm một phía. Đúng không? Còn mình thấy là hình B này không phải là tứ giác loại vì sao? Ví dụ mình sẽ vẽ một đường thẳng đi qua CD kéo dài vậy. Thì lúc đó mình thấy điểm A bên đây, điểm B bên đây không cùng nằm phía. Thì như vậy đây không phải là tứ giác lập. Tiếp theo mình quan sát hình C. Nếu mình vẽ một đường thẳng đi qua AB thì mình thấy điểm C và điểm D không cùng nằm một phía mà nằm hai phía khác nhau so với đường thẳng đi qua cạnh này. Thì đây không phải là tứ giác lập. Như vậy tứ giác lập là tứ giác mà hai đỉnh thuộc một cạnh bất kỳ luôn nằm cùng một phía của đường thẳng đi qua hai đỉnh còn lại thì gọi là tứ giác loại. Như vậy trong bốn hình ABCD chỉ có hình A này là gọi là tứ giác loại nhé. Sau này các em sẽ học về tứ giác thì mình sẽ học về toàn bộ là tứ giác loại không. Người ta nói tứ giác mà không nói gì thêm thì các em hiểu là tứ giác loại. Như vậy trong các tứ giác ở hình 3.2 ABCD chỉ có tứ giác ở hình 3.2A là tứ giác loại. Trong tứ giác loại ABCD thì mình sẽ có các góc góc ABC có nghĩa là góc B đây. Góc BCD là góc C đây, góc CDA là góc D đây, và góc DAB là góc A đây, gọi là các góc của tứ giác. Sau này mình ký hiệu đơn giản là góc ABCD, ký hiệu góc như vậy cho nó đơn giản. Đúng nè, như mình lúc trước thì mình sử dụng đến 3 ký tự, nó rất là dối. Sau này các em sử dụng ký tự góc thì các em sử dụng ký tự một chữ tự như vậy thì nó sẽ gọn hơn. Như vậy ký hiệu đơn giản lần lượt sẽ là góc A, B, C, D. Đúng nè. Như vậy sau này không nói gì hết thì các em hiểu tứ giác chính là tứ giác loại. Tứ giác loại là tứ giác mà
hai định bắc kỳ sẽ nằm cùng một phía sau với đường hẳn đi qua hai định còn lại. Tiếp theo chú ý, từ nay khi nói đến tứ giác mà không chú thích gì thêm thì mình phải hiểu đó là tứ giác rồi. Tứ giác ABCD trong hình 3.2A được gọi là tứ giác. Mình có thể đọc là ABCD hay là BCDA, CDAB, DABC, ADCB, DCBA, CBAD, BADC đều giống nhau không? Thì cũng chính là nó thôi. Đúng nè. Thì thứ tự các chữ cái không quan trọng nha. Thì mình sẽ đọc sao cho dễ nhớ thôi. Mình sẽ đọc tứ giác ABCD là dễ nhớ. Còn mình có thể đọc khác đi cũng được, không sao. Sẽ khó hơi nhớ hơn. Đúng nè. Tiếp theo là câu hỏi có 4 điểm E, F, G, H kể tên một tứ giác có các định là 4 điểm đó, nhưng mình sẽ vẽ một cái tứ giác đi qua 4 định này, sau đó mình sẽ gọi tên nha. Như vậy mình sẽ nói E, G. Như vậy tứ giác người ta không nói gì khi mình hiểu là tứ giác lồi nha. Tiếp theo là mình sẽ nói là để được một tứ giác lồi. Như vậy tứ giác ở đây mình có thể đọc theo thứ tự E, G, F, H hoặc là các em đọc là E, H, F, G cũng được đúng không? Nhưng mình sẽ kể tên tứ giác vừa xong. Câu này các em trả lời như sau. Tứ giác có các định là 4 điểm đã cho. Là mình sẽ đọc tên E, G, F, H. Mình sẽ đã đi từ trái qua phải qua từ phải. Mình sẽ liên tiếp với nhau nha. E, G, F, H hoặc là các em đọc là E, H, F, G cũng được. Hoặc là H, F, G, E cũng được. Mình sao đi cho hết một dòng của nó là được nha. Như vậy tứ giác có các định là 4 điểm mà cho chính là E, G, F, H. Như vậy trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần luyện tập 1. Tiếp theo mình sẽ đến câu luyện tập 1. Câu luyện tập 1 người ta kêu mình quan sát tứ giác ABCD trong hình 3.4. Hai định không cùng thuộc một cạnh gọi là hai định đối nhau. Đoạn hẳn nói hai định đối nhau là một đường chéo. Chẳng hạn AC là một đường chéo, kể tên các đường chéo còn lại. Như vậy người ta nói là hai định không cùng một cạnh. Hai định không cùng một cạnh gọi là hai định đối nhau. Và đoạn hẳn nói hai định đối nhau gọi là đường chéo. Chẳng hạn AC đường chéo, kể tên các đường chéo còn lại. Bây giờ mình sẽ kể tên các đường chéo còn lại. Mình sẽ trả lời câu hỏi này như sau. Như vậy đường chéo còn lại là đường chéo còn lại là như vậy là AC là đường chéo, BD sẽ là đường chéo thứ hai. Đúng này. Chính là BD. Giờ tiếp theo là cặp cạnh AB và CD là hai cặp cạnh đối nhau, chỉ ra cặp cạnh đối còn lại. Nhưng mà sẽ có AB và CD là đối nhau nè, là một cặp cạnh đối nhau. Tiếp theo sẽ là AD và BC là cặp cạnh đối nhau còn lại. Đúng không? Như vậy là mình trả lời là cặp cạnh đối còn lại là như đường chéo còn lại là BD, cặp cạnh đối còn lại chính là AD và BC. Đúng này. Giờ tiếp theo là cặp góc AC là cặp góc đối, kể tên cặp góc đối còn lại. Như vậy AC là cặp góc đối thì BD sẽ là cặp góc đối. Như cặp góc đối còn lại là B D. Đúng nè. Như AC đối nhau thì BD cũng là đối nhau.
là cặp góc. B, D, đúng này. Như vậy là mình xong câu luyện tập 1 nha. Câu luyện tập 1 các em hiểu bài, các em sẽ bấm hết video, hẹn các em bạn. Yeah, như vậy các em nhớ là trong tứ giác thì hai đường chéo cắt nhau tại một điểm nằm giữa mỗi đường. Như vậy hai đường chéo cắt nhau tại một điểm chính là một điểm nằm giữa đường, đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ đến phần số 2, tổng các góc của một tứ giác. Tổng các góc của một tứ giác hoạt động cho tứ giác ABCD kẻ đường chéo BD hình 3.5 vận dụng định lý về tổng ba góc cho một tam giác đối với tam giác A, B, D và CBD. Mình sẽ tính tổng góc 4 góc A cộng B cộng C cộng D của tứ giác ABCD. Các em nhớ là tổng ba góc trong tam giác sẽ bằng 180 độ, đúng không? Giờ bây giờ mình sẽ đi tính tổng 4 góc nha. Giờ bây giờ mình sẽ xét tam giác ABD. Xét tam giác ABD có. Như mình sẽ có trong một tam giác thì tổng ba góc sẽ 180 độ. Như vậy là ABD thì mình sẽ có góc A cộng góc B1 cộng góc D1 sẽ 180 độ. Như vậy mình sẽ có góc A cộng cho góc A cộng góc B1 cộng cho góc D1 bên này. Tổng ba góc sẽ bằng 180 độ. Đúng này. Giờ tiếp theo mình sẽ xét tam giác CBD. CBD có. Như vậy tam giác CBD thì tổng ba góc cũng bằng 180 độ. Như mình sẽ lấy góc C cộng góc B2 cộng góc D2. Góc C cộng góc B2 cộng góc D2 sẽ bằng 180 độ. Đúng này. Bây giờ mình sẽ tính tổng 4 góc ABCD của tứ giác ABCD. Vậy tổng 4 góc của tứ giác ABC giờ như mình sẽ lấy góc A cộng góc B cộng góc C cộng góc D. Như vậy góc A thì mình sẽ giữ nguyên, còn B thì mình sẽ chính là B1 cộng B2. C vẫn là góc C, còn D chính là D1 cộng D2, đúng này. Như vậy sẽ là góc A cộng cho B1 cộng B2. Góc A cộng góc B1 cộng B2. Và cộng cho góc C
Rồi cộng cho D1 đi ha. Giờ như vậy là góc A cộng góc B1 cộng góc D1 là 180 độ. Góc C cộng B2 cộng D2 cũng bằng 180 độ. Như vậy mà sẽ bằng 180 độ cộng 180 độ. Như vậy sẽ bằng 360 độ. Đúng không? Giờ như là mình xong phần vận động nha. Giờ phần vận động kèm hiệu bài, kèm xong hết video thì kèm hiệu bài. Giờ như vậy là mình sẽ nhớ định lý tổng các góc của một tứ giác sẽ bằng 360 độ nha. À, đây là một định lý các em sẽ sau này các em sử dụng định lý này mình sử dụng là tổng các góc một tứ giác sẽ bằng 360 độ. Giờ mình sẽ nhớ định lý này, sau đó mình sẽ làm bài tập nha. Tiếp theo mình sẽ đến ví dụ 1, cho tứ giác ABCD như hình 3.6 tính góc D. Như mình sẽ quan sát hình 3.6, tứ giác ABCD người ta cho ba góc, giờ mình sẽ tính được góc còn lại. Quy tổng bốn góc cho một tam giác bằng 360 độ, đúng không? Theo định lý quy tổng các góc cho một tứ giác ta có là tổng bốn góc sẽ bằng 360 độ. Như vậy do đó mình sẽ có D sẽ bằng cho 360 độ trừ cho ba góc còn lại. Trừ cho góc A, B, C. Trừ cho tổng ba góc còn lại là A, B, C. Giờ hãy vô góc A sẽ bằng 110 độ, hãy vô. Góc B bằng 120 độ và góc C bằng 80 độ. 120 cộng 80 là 200. Cộng cho 110 là 310, 3.6 trừ 310 thì bằng 50 độ. Vậy mình kết luận là D sẽ bằng 50 độ. Giờ bây giờ mình sẽ làm câu luyện tập 2 giống như ví dụ nha. Như vậy là mình sẽ người ta cho tứ giác EFG khác như hình 3.7 tính góc F. Như ở đây mình thấy đây là góc vuông có nghĩa là 90 độ, góc vuông 90 độ. Như vậy mình có ba góc mình sẽ tính được góc còn lại. Quy tổng bốn góc cho một tứ giác sẽ bằng 360 độ, đúng không? Như vậy câu này các em trả lời như sai. Như vậy là theo định lý quy tổng các góc của một tam giác, của một tứ giác, các góc của một tứ giác ta có. Như vậy là theo định lý về góc, theo định lý về tổng các góc của một tứ giác ta có tổng bốn góc sẽ bằng 360 độ, đúng không? Như mình sẽ có góc EFGH. Như vậy là góc E cộng góc F cộng G cộng H sẽ bằng là 360 độ. Được nè. Như vậy là góc E, góc F, góc G và góc H bằng 360 độ. Giờ bây giờ muốn tính góc F thì mình sẽ lấy 360 độ trừ ba góc còn lại. Như vậy góc F sẽ bằng
sẽ bằng 360 độ trừ cho ba góc còn lại. Như vậy trừ cho góc E, góc G và góc H. Như vậy 360 độ. Trừ cho góc E là 90 độ. Góc G cũng là 90 độ. Và góc H là 55 độ. Như vậy sẽ bằng bao nhiêu độ? Mình sẽ tính nhé. Như vậy 90, 90, 360 trừ 90 trừ 90 trừ 55 thì bằng 125 độ. Giờ như là mình kết luận là góc F sẽ bằng 125 độ, đúng không? Giờ như là mình xong câu luyện tập số 2 nhé. Câu luyện tập số 2 kèm hiệu bài, kèm sau bấm khích video, hãy biết kèm hiệu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu vận dụng. Câu vận dụng người ta kêu mình giải bài toán mở đầu. Như vậy là các bốn tứ giác như nhau bằng giấy giờ đánh số bốn góc của mọi tứ giác như hình tứ giác ABCD hình 3.1A. Ghép bốn tứ giác giấy đó để được hình như hình 3.1B. Người ta hỏi là em có thể ghép bốn tứ giác vừa khít nhau như vậy không? Thì mình thấy là trả lời là được, đúng không? Như mình trả lời nha. Như vậy mình trả lời là em có thể ghép bốn tứ giác khít nhau như vậy. Như em có thể ghép bốn tứ giác khít nhau như vậy. Tiếp theo là em có nhận xét về bốn góc tại điểm chung, thì mình thấy bốn góc tại điểm chung chính là bốn góc sẽ bằng bốn góc của một tứ giác. Nhận xét bốn góc tại điểm chung bằng bốn góc của một tâm của một tứ giác. Giờ hãy cho biết tổng số đo của bốn góc đó, thì tổng số đo bốn góc đó sẽ bằng 360 độ, đúng không? Bốn góc của một tứ giác hình E. Giờ tiếp theo là tổng số đo của bốn góc. Bốn góc đó là 360 độ, đúng không? Giờ như là mình xong câu vận dụng nha. Câu vận dụng kèm hiệu bài, kèm sau bấm khích video thì kèm hiệu bài. Ba trăm sáu mươi độ nha.
Và tiếp theo mình sẽ đến phần thử thách nhỏ. Phần thử thách nhỏ người ta hỏi là một tứ giác. Cho một tứ giác thì số góc tù nhiều nhất là bao nhiêu và số góc nhọn nhiều nhất là bao nhiêu? Như vậy mình sẽ quan sát một tứ giác thì tứ giác sẽ có là bốn góc. Như vậy các em nhớ là góc tù là góc như thế nào? Góc tù là góc lớn hơn 90 độ. Đúng này. Như vậy là nếu mà có ba góc tù được không? Ba góc tù thì được. Vì tổng ba góc sẽ lớn hơn 270 độ, góc còn lại là góc nhọn. Nhỏ hơn 90 độ thì cộng lại là vừa độ 360 độ, đúng không? Còn bốn góc tù là chắc chắn là không được, và bốn góc tù sẽ lớn hơn 360 độ là không được, đúng không? Như vậy câu này các em trả lời sao? Như vậy các em mình sẽ nhớ là tổng bốn góc một tứ giác sẽ bằng 360 độ. Tổng bốn góc cho một tứ giác. Bằng 360 độ, đúng không? Như vậy là cho một tứ giác sẽ có nhiều nhất là ba góc tù. Vậy vì mình thấy là góc tù là góc lớn hơn 90 độ, như vậy tổng ba góc tù sẽ lớn hơn 270 độ, đúng không? Vì tổng có ba góc tù lớn hơn 270 độ. Và còn lại một góc nhỏ nhỏ hơn 90 độ, đúng không? Lớn hơn tổng ba góc tù sẽ lớn hơn 270 độ cộng với là một góc nhỏ hơn 90 độ là có thể bằng được 360 độ, đúng không? Giờ người ta hỏi là số góc nhọn nhiều nhất là bao nhiêu, thì mình thấy là một tứ giác sẽ có nhiều nhất cũng là ba góc nhọn nhé. Vì sao? Vì mình thấy là tổng ba góc nhọn sẽ nhỏ hơn 270 độ, đúng không? Quy tổng ba góc nhọn sẽ nhỏ hơn 270 độ. Và còn lại một góc tù lớn hơn 90 độ. Đúng không? Nhỏ hơn 270 độ cộng với một góc lớn hơn 90 độ thì có thể bằng được 360 độ, đúng này. Như vậy mình xong phần thử thách nhỏ nhé. Phần thử thách nhỏ các em hiểu bài, các em xong hết video hãy biết các em hiểu bài. Giờ như là mình xong phần bài giảng nha. Phần bài tập thì sẽ làm video bài giảng kế tiếp, các em nhớ đón xem. Như là mình xong bài giảng hôm nay, các em thấy giảng gì thì bấm khích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Thầy Liêm, các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Thầy Liêm nha. Hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.